đừng tự biến mình thành kền kền diệt xác. Trong khi cả thế giới đau xót trước vụ trọng án 39 người tử vong trên một xe container, tại Anh, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol đang phối hợp với Đại sứ quán và các bên liên quan để điều tra thân thế của 29 nạn nhân, cũng như giáo giết lật tẩy đường dây buôn người xuyên biên giới, thì ở Việt Nam, Tổ chức Việt Tân và các nhà hoạt động dân chủ khác lại mượn vụ án đau thương này để cào mặt ăn vạ chính quyền và trục lợi cho mục đích cá nhân tiêu biểu phải kể đến phát ngôn của Nguyễn Quang A. Đọc những phát ngôn trên, có thể thấy Nguyễn Quang A, hay các tổ chức dân sự khác thật ra chỉ đang giả vờ đau thương, mượn chuyện 39 người tử vong để ăn vạ chính trị. Và âm mưu này thực chất cũng bị nhiều người phát giác, khi chính trong bài đăng của Nguyễn Quang A, có người đã phản đối. Cháu nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận, bác đừng lấy xác chết ra để liên hệ với vụ EVFTA, tội nghiệp người chết ra. Các bác nên có cách đặt vấn đề rạch ròi việc nhằng việc nọ sang việc kia không thuyết kia không thuyết phục DC những người có tư duy độc lập, mà chính các bác đang hô hào, tưởng là hay nhưng chính là một cách rất thủ cựu theo lối truyền thông đả kích, mà chính các bác ấy đang đả kích. Cần phải nhấn mạnh rằng, hiện tại, chưa có bất kỳ một thông tin chính xác nào về danh tính của các nạn nhân tử vong trên chiếc xe con tan ở kia. Mặc dù trên mạng đã lan truyền thông tin về một số người Việt Nam, có nhắn về cho gia đình, song đến nay, để nhận diện, Gia đình các nạn nhân tình nghi cũng đang cố gắng phối hợp với Interpol để điều tra. Thậm chí, chính trong cộng đồng các cá nhân hoạt động dân chủ cũng chưa có được thông tin chính xác. Trương Huy San đã đăng một bài lên Facebook mình, thông báo rằng 39 người tử vong đều là người Trung Quốc. Như vậy, thực tế là cho đến nay, chúng ta chưa thể chắc chắn gì về danh tính và quốc tịch của cả 39 nạn nhân xấu số kia. Đường dây buôn người xuyên quốc gia có mạng lưới trên toàn thế giới. Và nạn nhân của đường dây buôn người này cũng nhiều vô cùng. Các nạn nhân có thể là người Việt Nam, nhưng cũng có thể có cả Trung Quốc và dân ở thế giới thứ ba khác. Thế nhưng hiện tại, các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam đã khăng khăng khẳng định quốc tịch Việt Nam của 39 nạn nhân. Họ khẳng định chắc chắn thế không phải là để tỏ ra thương xót, không phải để thể hiện tình đồng bào, mà là để dùng chính cái chết của các nạn nhân xấu số để bôi xấu chế độ nói xấu chính quyền, từ đó phục vụ cho mục đích đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền của mình. Tổ chức Việt Tân còn đăng hẳn một bài về 39 nạn nhân. Bài viết của Việt Tân vừa không có căn cứ, lại chẳng có bằng chứng rõ ràng. Và trong khi gia đình các nạn nhân đang lo lắng và phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam và Anh thì giận chủ lại tự biến mình thành lũ kền kền rỉa xác, chẳng giúp được gì cho gia đình mà thi nhau lao vào lợi dụng người chết vì mục đích riêng thậm chí nhà thờ Thái Hà tối 27 tháng 10 dành hẳn buổi thánh lễ, với chủ đề cầu nguyện cho 39 nạn nhân vừa bị chết khi nhập cảnh chui, vào nước Anh, hưng nghe bài giảng thì ai cũng nhận thấy, cầu nguyện cho 30 áng thương kia chỉ là cái cớ để họ thương vay khóc mướn, cho số phận dân tộc khi người dân phải rời bỏ đất nước sinh nhai bị rơi vào bi kịch, trên, như Lóc Loa Phường mô tả, đáng lên án hơn là ông Linh Mục Ngô Văn Khả, còn đã kịch đánh giá của Chủ tịch nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá đất nước hiện đang trong giai đoạn phát triển, thành bình cơ đồ sáng lạng liên hệ đến những cảnh người dân khiếu kiện kéo về hà nội hay những vấn nạn môi trường thời gian qua những kẻ chống đối bị bắt xử lý để phủ nhận châm chọc đả kích bôi nhọ đánh giá của tổng bí thư chủ tịch nước cũng như phủ nhận thành quả kinh tế xã hội hiện nay phủ nhận thành quả cách mạng chống ngoại xâm thống nhất đất nước rồi như mọi bận phần kết bài giảng luôn là kêu gọi giáo dân phải quan tâm đến chính trị nếu không sẽ phải trả giá ám chỉ rõ ràng nếu người dân không hùa theo các linh mục, và những kẻ chống phá đất nước sẽ phải trả giá. Vậy, vụ 39 người tử vong là một vụ án lớn, cần điều tra nghiêm túc và rõ ràng. Vụ án này không phải là chỗ để kền kền trục lợi, cũng như không trục lợi, cũng như không phải là công cụ để đám giận ăn không ngồi rồi ở nhà nói xấu chế độ. Nghĩa tử là nghĩa tận, nếu không giúp đỡ được cho gia đình nạn nhân thì hãy im lặng mặc niệm, chứ đừng lợi dụng cái chết của họ cho mưu đồ đen tối đó chính là cách để yên lòng người đã ra